Suất thứ nhất. Áp suất dây chắc rắn gây ra. Áp suất dây chắc rắn gây ra. Đầu tiên là mình nói khái niệm về áp lực. Khái niệm áp lực nhiều lần trước cô có hỏi mấy bạn rồi. À, một bạn lặp lại giùm cô nha. Mày bốc thắng. Áp lực là gì nè? Thắng. Có áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. Ừ, lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. Như vậy cứ mình cứ nói tới nói lui, mình không cần học bài thì mấy bạn vẫn thuộc. Bây giờ cái áp lực thì nó sẽ gây ra tác dụng. Tác dụng của nó có thể là mạnh hoặc yếu. Tác dụng của áp lực, nó gây ra cái tác dụng mạnh hay yếu là phụ thuộc vào hai yếu tố. Như vậy tác dụng của áp lực càng lớn khi hai yếu tố thứ nhất, khi cái áp lực càng lớn. Các bạn có bị rối cái chỗ này không? Mình đang nói cái tác dụng của nó càng lớn khi nó lớn, và đứa nữa là gì? Diện tích bị ép càng nhỏ. Chứ lúc nào mình cũng nghe áp lực ngay. Nhưng mà thật ra mình hiểu đơn giản là mình đang xét cái tác dụng của nó càng lớn khi nó càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ. Đó, vậy đó. Để đặc trưng cho cái tác dụng này gây ra thì mình đưa ra khái niệm thứ ba, đó là áp suất. Áp suất là cái tác dụng của áp lực. Công thức tính áp suất nha. Đây, mời Thảo Nhi. B bằng gì không? À, dạ thưa cô, B bằng F chia F. Rồi, F là gì đó? Dạ thưa cô, F là áp lực. Rồi, đơn vị áp lực là gì con? À, dạ thưa cô, là Newton. Chính xác, tại vì nó là một lực nha. Rồi, F là gì con? Dạ thưa cô, F là diện tích bị ép. Diện tích bị ép, đơn vị diện tích. Dạ thưa cô, là mét vuông. Mét vuông. Cuối cùng B là gì con? Dạ B là áp suất. Đúng, đơn vị áp suất. Dạ là Newton trên mét vuông. Newton trên mét vuông, ngoài ra còn có đơn vị nào khác không? Dạ thưa cô, là Pascal. Pascal, chính xác, cô cảm ơn, giỏi. Đó. Ở đây mình có một cái lưu ý nho nhỏ. Đó là phương tác dụng. Chất rắn gây áp suất theo mấy phương. Mấy phương chỗ này nha. À, mời Hoàng Vy không vào chưa? Thưa cô là theo một phương. Chính xác, theo một phương. Đó là phương nào Vy? Dạ là... Ăn đứng hay nằm nghiêng? Một trong hai. Trong hai. Có phiên dày nữa nè. Ví dụ như nếu như cái tấm giác, ví dụ như cái cánh cửa hoặc là cái miếng cái vật gì đó nó đang đổ đi, cái tủ nó đang đổ, cái cô dùng tay cô đỡ lên như vậy. Vì vậy trong trường hợp này không phải là phương thẳng đứng hay nằm ngang. Cái lực của cô này. Vậy phương đó là phương vì gì Vy? À, bạn nào trợ giúp cho bạn chỗ này nha. Rồi, không có ai luôn. Rồi, mời Giang Anh. Dạ, thưa cô, là phương vuông góc với mặt bị ép. Đúng rồi, mấy bạn nhớ chỗ này nha được không? Phương đó, mình biết là tác dụng theo đúng một phương, là nãy qua Hoàng Vy nhớ nè. Có điều là phương nào thì mình chưa chắc là nó phương nào, nhưng mình biết chắc cái phương đó là phương vuông góc với mặt bị ép. Ha, phương vuông góc với mặt bị ép. Nó ép theo phương nào? nó ép theo cái phương nào đây? Ví dụ như cái mặt bị ép là này, thì cái đây là cái phương của nó, là cái phương của cái lực luôn, phương của cái áp suất đó. Tiếp theo xong chắc lắm, chắc lắm này. Chắc lỏng gây áp suất theo mấy phương lên đâu?
lỏng. Gây áp suất theo mấy phương lên đâu? Có mời một bạn nha, Mai Thịnh. Nó có là chất lỏng gây áp suất lên mọi phương. Mọi phương chính xác. Rồi, và tác dụng lên đâu? À, tác dụng lên mặt bị ép. Mặt bị ép đâu, nhớ lại rồi, chất lỏng nó có ép ai không? Bây giờ chất lỏng bỏ trong bình thì nó tác dụng lên đâu? Thành bình này, hay đâu nữa? À, lên đáy bình. Đúng rồi, đáy bình. Còn bây giờ nếu như vật vật khác ở trong lòng nó là dụng các vật ở trong lòng. Đúng rồi, và các vật ở trong lòng nó. Cô nói lại chỗ này một chút xíu nha. Rồi bây giờ nếu như thả chất lỏng vào trong cái vật màu đen này thì nó sẽ gây áp suất lên đáy bình này, thành bình này, lên tất cả luôn và theo mọi phương luôn. Thế giờ nè, đây nữa nè, nó tiếp xúc với ai là nó sẽ gây áp suất theo mọi phương. Vậy và ngược lại, nếu như cái chất lỏng mà cô thả vật vào, nãy là thả chất lỏng vào trong vật, bây giờ thả vật vào trong chất lỏng này, cái vật này, thì nó cũng sẽ tác dụng theo mọi phương ha. Nó không biết được chưa? Như vậy mình mới tổng quát lên là tác dụng lên thành bình nè, là cái thành bình nè, đáy bình nè, và các vật ở trong lòng nó. Các bạn hiểu nha. Đây, công suất tính áp, công thức tính áp suất chất lỏng. À, mày à, Tường Vy. Dạ. Rồi, công thức tính áp suất chất lỏng đi Vy. Dạ là B bằng D nhân H. Rồi, cô hỏi thêm ha, D là gì Vy? Dạ, D là trọng lượng liên. Trọng lượng riêng của chất lỏng ha. Cô lưu ý là của chất lỏng chứ không phải là của cái vật mà nhúng vào, tại vì mình đang nói áp suất chất lỏng. À, đơn vị trọng lượng riêng không nhớ không? Dạ là Newton trên mét khối. Chính xác. DH là gì đó? Dạ H là độ sâu. Độ sâu vậy con tính từ đâu? Dạ tính từ điểm tính áp suất tới mặt thoáng của chất lỏng. Giỏi, đúng luôn. Hiểu chắc nè, hầu như hiểu kiến thức nè. Đợi độ sâu tính bằng gì đi? Độ sâu tính bằng đơn vị gì? Dạ là mét vuông. À, mới khen thấy chưa? Độ sâu ví dụ như cái hồ này nó sâu bao nhiêu mét vuông? Sâu bao nhiêu gì? Đơn vị là gì? Hợp lý hả? Cái hồ này sâu lắm, sâu tới cả chục, đơn vị là gì Vy? Cái biển này sâu lắm là mét nha, không phải mét vuông ha. B áp suất. B là áp suất chất lỏng. Rồi áp suất chất, cứ áp suất thì đơn vị là gì Vy? Dạ. Áp suất mà miễn hả, cứ áp, hễ cứ áp suất thì đơn vị ngay chỗ này là gì? Dạ, còn... nãy bạn mình mới vừa nói cái này nè, hễ cứ áp suất thì đơn vị nó là Newton trên mét vuông hoặc là gì, là Pascal. Đúng nhỉ? Đấy, rồi còn gì vậy, giờ nhớ luôn nha, đừng quên nữa nha. Newton trên mét vuông hoặc là Pascal. Nhớ không, nhớ cái trò chơi mà ông Newton trốn năm 10 đứng trên một mét vuông thì phải xí là xí ông Pascal, như là hai người này như nhau ha. Rồi xong, áp suất chất lỏng. Tới áp suất thứ ba, áp suất của chất khí, nhưng mà trường hợp mình học tổng quát đó là của khí quyển luôn. Áp suất khí quyển, mình nhìn lại nè. Chất rắn thì một phương, chất lỏng mọi phương, là tất cả các phương luôn.
nhưng mà nó chỉ tác dụng lên những cái vật nó tiếp xúc như là thành bình, đáy bình và những vật ở trong lòng nó thôi. Những vật mà không chạm tới nó thì nó không gây áp suất được. Tuy nhiên đối với khí quyển thì lại khác. Khí quyển thì mình biết là nó mình sống dưới đáy đại dương của cái bầu khí quyển, cho nên đâu đâu cũng có khí quyển, ít hay nhiều thôi. Cho cô biết nha, khí quyển gây áp suất theo mấy phương ngoài phương nguyên? Thưa cô, con nghĩ là khí quyển gây áp suất theo mọi phương. Đúng rồi, mọi phương. Vậy nó tác dụng lên đâu? Nó gây áp suất lên mọi phương, lên ai thôi? Lên vật. Lên tất cả các vật luôn, đúng rồi. Lên tất cả các vật và trái đất luôn, ngay cả trái đất luôn và mọi vật trên trái đất. Này không khỏe hay sao chậm lại vậy? Con nói lại, ngay chỗ này, nếu như mình nói theo sách giáo khoa là trái đất và tất cả mọi vật trên trái đất, mà chỉ tất cả và mọi vật trên trái đất. Đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển. Và nành giống như nói là theo mọi phương. Vậy nếu như khi trả bài, mình có thể nói ngược lại cũng được. Đó là gì? Khí quyển gây áp suất theo mọi phương lên đâu? Lên trái đất và tất cả mọi vật lên trên trái đất đều được. Thế tại sao mình không sử dụng công thức B bằng mình không đo khí quyển bằng công thức B bằng D nhân H nha? Sao mày Quang Nhật, Quang Nhật tại sao? Thưa cô, tại vì là độ cao nó không được chính xác. Độ cao không chính xác. Ngoài ra với lại áp suất nó cũng thường xuyên thay đổi theo độ cao. Đúng rồi, càng lên cao cái trọng riêng của chất này nó cũng khác, cho nên là các bạn này nó không ổn định khi mà không đo bằng cái công thức này được nha. Không đo được vậy thì người ta đo bằng cách khác, đó là người ta lấy một cái chậu thủy ngân xưa thôi. Hồi xưa thì nhà bác học này lấy một cái chậu thủy ngân, trong đây là thủy ngân nha, ngân có màu đỏ rồi, trên màu đỏ này cái ông mới dùng một cái ống thủy tinh khác cũng chứa thủy ngân luôn. Ban đầu thì dựng đứng cái ống này lên, cái ống này dài bao nhiêu, dài đúng 1 mét, chứa đầy chất lỏng là thủy ngân trong này. Sau đó bịt miệng cái ống này lại, chút ngược nó xuống, chổng ngược nó lên. Kết quả là thủy ngân trong này nó tuột xuống, mà nó tuột đặc biệt lắm, nó tuột xuống. Và người ta đo được cái chiều cao của cột thủy ngân, chiều cao cột thủy ngân đây. Là từ chỗ bị tuột đến mặt khoáng chất lỏng, chỗ này là 76 cm. Độ cao, độ dài thì đơn vị là cm. Cho nên người ta mới tính được áp suất dựa vào cái nguyên tắc là hai điểm có cùng độ cao thì sẽ có cùng áp suất. Đó là hai điểm, điểm A nằm ở trong cái bình này, nằm ngay tại mặt khoáng nhưng mà nằm phía trong. Điểm B nằm ngay mặt khoáng mà nằm ở phía ngoài. Thôi đứa nào A, đứa nào B cũng được. A, B. Hai áp suất này bằng nhau, cho nên mình nói áp suất khí quyển tại chỗ này nè đúng bằng cái độ cao của cột thủy ngân nó đè lên. Rồi để đơn giản luôn, khỏi tính luôn, thì người ta nói áp suất khí quyển tại điểm A B bằng đó. Hay gì bây giờ mình sẽ tính nè, D nhân H cái chỗ này ra bao nhiêu newton trên mét khối. Vẫn được newton trên mét vuông, cô xin lỗi. Rồi mình tính ra được. Rồi để cho nhanh gọn lẹ thì người ta nói luôn, người ta nói lấy thôi, vậy lấy B tại cái điểm A bằng 76 cm thủy ngân luôn đi. Người ta đặt một cái đơn vị mới, đặng người ta khỏi cái tính toán ở chỗ này. Ha, như vậy áp suất khí quyển tới đây mình học thêm một đơn vị nữa, đó là gì? Cm thủy ngân. Rồi bà con với cm thủy ngân thì nó là mm thủy ngân. Đây là cái hiệu hóa học của thủy ngân. Khắc ghê như là thủy ngân. M là mili nè, chữ M sau là mét. Đó. Đấy nè. Tiếp theo. Cứ bây giờ cứ 760 mm thủy ngân, để khỏi phải nhớ con số 760 này thì cô đặt nó là số 1 atmosphere. Đọc là atmosphere, nhưng mà mình viết thì là AT em. Rồi.
áp suất của khí quyển là atmosphere. Vậy tới đây mình học được 4 đơn vị đo áp suất này. Áp suất có đơn vị 1 Newton trên mét vuông. 2 tên nhà bác học là Pascal. Thứ 3 là milimét thủy ngân. Cái cột thủy ngân nó cao bao nhiêu milimét thì mình nói luôn. Thứ 4 là gì? Atmosphere, và cái đơn vị này thường dùng ở ngoài thực tế nhiều hơn ha. Ở đây thì dùng trong tính toán, trong vật lý mình học mình tính toán, tại vì nó là đơn vị chuẩn ban đầu. Còn đơn vị, hai đơn vị này là hai đơn vị phù hợp với thực tế. Thấy cô lưu ý nhấn mình khi làm bài, không còn nhầm lẫn giữa B và BE. B là áp suất, nó là một đại lượng. Sau khi con tính ra được xong, giả sử nó ra 800 Pascal, thì chữ B in và kèm chữ A, đây là đơn vị tính ha. Đây là B nhỏ, là đại lượng. Đứa này là đơn vị của cái đứa đứng đầu. Giống như khi con biết là quãng đường là 800 mét, thì M này là đơn vị tính của người này. Ví dụ như đơn vị tiền tệ của Việt Nam là Việt Nam đồng, sáng mẹ cho 80.000 đồng. Đúng chưa? Thì đồng là đơn vị tiền tệ Việt Nam. Hiểu được không? Phân biệt cho cô hai cái đứa này nha. Tại vì á, các bạn gửi bài tập cho cô là không phải một bạn mà tới hai ba bạn luôn, nói để an ủi cái người mà cô nhắn á, là sai đơn vị á, là tới hai ba bạn con đều ghi như vậy nè. BA bằng 80, ví dụ 80 Newton trên mét vuông. Thì một là ghi chữ B thôi thì cô hiểu là áp suất đây. Còn nếu như con muốn nói là áp suất tại điểm A thì chữ A này phải viết in để con hiểu là áp suất tại điểm A. Chứ mình ghi B nhỏ thì con ghi chữ A, vậy là cô hiểu là chắc nhầm với chữ Pascal này ha. Rồi, bây giờ mình sửa cái bài tập này nha. Cô xóa cái bản này ha, có bạn nào không hiểu chỗ nào không? Rồi, xóa nha. Bài tập này nha này. Giải xong bài tập này thì mình hiểu tại sao cái chất lỏng dùng để, tại sao chất lỏng thủy ngân nó nguy hiểm. Ít phải là nó có thể bị ngạt thở, nhưng mà người ta vẫn dùng nó làm thí nghiệm nhiều, mà người ta sẽ không dùng nước cho nó thoải mái hoặc là dùng rượu ha. Đó, bây giờ bài tập về nhà. Trong cái điểm Torricelli, tên này là tên của nhà bác học nó thôi, cho nên cũng đừng có bận tâm lắm. Kệ nó đi, nó khó thì cũng kệ nó. Nếu dùng cái ống thủy ngân, nếu như bây giờ không dùng thủy ngân mà không dùng rượu, thì cái chiều cao của cột rượu là bao nhiêu? Mời một bạn giải bài này nha. Mời, có thấy bạn khán giả đúng nè, khán giả cho cô con này đi. Dạ. Dạ, con giải nha. Ông tóm tắt. Ừ, khỏi đi. Dùng thủy ngân để đo áp suất khí quyển được là để đỡ mất thời gian tụi con thì cô viết tắt, nhưng mà lúc vô làm bài trong lớp thì mấy bạn phải ghi đầy đủ rõ ra nha, đừng quên có giống cô ấy, mấy bạn ghi tắt không á. 760 mm thủy ngân đổi ra hình 0,76 m thủy ngân. Thì cái nào? Đừng lấy cái 760 trong bảng trong sách kia cơ. Rồi khoan, nhưng mà bây giờ như thế này mình phải đi tính chứ. Áp suất này, để chữ B nha, tại điểm A rồi B đi, bằng trọng lượng riêng của cái chất lỏng nhân với chiều cao của cột chất lỏng đó. Thì trọng lượng riêng của chất lỏng là nhiêu? Dạ, 136.000 N trên mét khối. Rồi nhân cho cái cột cao, cái ống này, cái ống Torricelli này dài bao nhiêu nhớ không? Dài 1 mét, nhưng mà được cái cột chất lỏng thì nó chỉ cao bao nhiêu thôi? Chất lỏng, cái cột chất lỏng nó tụt xuống còn như 76 cm nhé, không
76 cm, cô đổi sang mét. Đi khác với cách con làm này hả? Không phải 76. Ừ. Thì cái chỗ này là không biết rồi, bằng không biết thích này cho cô hay nhiều. Dạ bằng 103.360 newton trên mét vuông. Đúng. Rồi, bây giờ dùng cái ống thủy ngân đã tính được áp suất khí quyển, biết được cái áp suất khí quyển chỗ đó luôn, bây giờ rút cái ống thủy ngân ra. Cô tính bằng cái ống rượu nha, hai cái rượu vô. Là giải là gì? À, chiều cao có gục rượu để đo áp suất khí quyển. Ừ. À, B bằng D nhân H Siga H bằng B nhân B chia D. Ừ, đúng rồi, B chia D. Chào cô Cát nha. Như vậy, nhìn lại trong một bài toán, không chờ cô Cát. Trong một bài toán này, tự nhiên đây B, D, H, và đây B, D, H nữa, mà hai chất này, hai chất khác nhau, cho mình kiểm lại nha. Áp suất ở trên này cũng là áp suất ở dưới này, tại vì áp suất có một chỗ rồi cho nên nó không đổi. Trong khi đó trọng lượng riêng này là của thủy ngân, cho nên là cô ghi là HG, hoặc là bạn nào ghi TN cũng được, viết tắt của chữ thủy ngân cũng được. Đây là trọng lượng riêng này là của rượu, rồi bây giờ không biết ký hiệu hóa học thì cứ ghi R, miễn sao hai đứa nó khác nhau nha. Thì tương tự đây là chiều cao của thủy ngân, đây là chiều cao của rượu. Rượu. Rồi tiếp đi Thắng. À, bằng 103.360 trên 8.000. Chính xác. Đã, con cho cô biết cái chiều cao cột này là bao nhiêu? À, bằng 12,92 mét. Dạ, cô cảm ơn. Sau khi mình ra được cái số này, tới đây mình dừng ở đây, cô hỏi mấy bạn có chỗ nào khó hiểu lắm không? À, Lâm không có micro, nhưng mà ngay chỗ này nếu như con không hiểu thì con giơ tay lên, đàn cô sẽ giảng lại. Lâm hiểu phải không? Thế ngoài cái chuyện sau khi mình tính được chiều cao, nếu như mình xài rượu là bao nhiêu đây nè, cái ống rượu nó như đây, mình nghiệm lại chút xíu nha. Nếu như cô chút cái ống rượu vô trong cái bình rượu, chất lỏng này cũng phải là rượu luôn nha. Rồi, bây giờ nếu chổng ngược cái ống rượu thì cái mực chất lỏng từ đây nè, từ cái chỗ nó tuột xuống xuống tới đây nè là 12,92 mét, thì có nghĩa là cái ống này nó phải dài hơn, cái dài nó có phải còn khúc dưới và khúc trên nữa, nghĩa là cái ống của mình phải dài hơn, tệ gì cũng phải 12, đại khái cô không biết chính xác nhưng mà mình sẽ nói là trên 12,92 mét. Tưởng tượng cái thí nghiệm này dễ làm không? Không, chỉ là nhờ mình tính toán được mình biết nó vậy thôi, chứ nếu bây giờ đâu mà thiết kế một cái ống mà tới 12 mét rồi leo lên nóc nhà thả xuống thì sao mà bịt cái miệng cái ống nó lại rồi chút xuống, đúng chưa? Tại vì rất là khó đó, cho nên đó là lý do người ta chọn gì, chọn thủy ngân để làm thí nghiệm, tại vì nếu như con chọn thủy ngân thì cái bình cái ống này chỉ cần 1 mét thôi đó, hiểu nha. Rồi nếu như bạn nào có thể chăm xuyên hơn hoặc là có tính tò mò thì con thay, nếu như bây giờ cái cột này bằng nước, cái ống này nè, cái ống này là bằng nước thì cái cột nước nó phải cao bao nhiêu, cho nên cái ống này sẽ dài hơn cái cột nước này nha. Tính thử đây sẽ ba tốn bao nhiêu. Rồi, tới đây mình ngừng ở đây. Kết thúc cái chủ đề áp suất rắn lẫn phí. Khi nào học hết chương thì cô ôn lại lần nữa cho nguyên chương rồi cô cho mấy bạn làm mình kiểm tra. Giờ kiểm được chưa ta? Ba bài áp suất rắn lẫn phí mình kiểm lần nữa nha. Cho đừng quên. Với lại mình sẽ làm thêm được nhiều bài tập trong cái bài kiểm tra đó. Bài tập thì cô gửi sau. Rồi bây giờ mình học tiếp bài mới trước khi sang bài mới. Cái bài hôm nay mình phải ôn lại một chút xíu kiến thức để không thôi là ngồi vô không hiểu gì hết. Bạn chờ cô. Trước khi học bài hôm nay mình sẽ nhắc lại kiến thức của lớp 6 chút.
Bữa giờ mình nhắc về trọng lượng riêng và khối lượng riêng rất là nhiều. Bây giờ cô sẽ ôn lại về khối lượng riêng trước nha. Mình vẫn thường nghe cái câu đố là đố mấy bạn cái cục bông gòn với lại một cái cục sắt thì cái nào nặng hơn? Nghe kỹ nha. Bông gòn với sắt, trong tư tưởng của mình là nghĩ ngay tới gì? Sắt nặng hơn. Vậy nếu như câu hỏi là 1 ký bông gòn với 1 ký sắt, vật nào nặng hơn? Nhi, theo con thì vật nào nặng hơn? Alo. Dạ, bông gòn. Rồi, 1 ký sắt với 1 ký bông gòn, bạn Nhi cho là bông gòn nặng hơn. Thêm một ý kiến đi. Dạ, dạ không cô. À, Hân cho là, Gia Hân cho là bông gòn nặng hơn nhỉ? Gia Thịnh đi, Gia Thịnh luôn. À, vẫn bị Gia Hân. Này, Quốc Thắng. À, nghĩ là không nào nặng. Hai cái bằng nhau phải không? À. Rồi, một cái chính giữa, hai bạn bằng nhau. Tìm nha. Phương Nguyên. À, tôi coi là bông gòn. Bông gòn nặng hơn. Thảo Nhi. Thưa cô, theo con nghĩ là bông gòn nặng hơn. Khi sắp cái bông gòn rồi. Hoàng Vy. Vy ơi, Hoàng Vy ơi. Dạ, theo con thì 1 ký bông gòn với 1 ký sắt, bên nào nặng hơn? Con không biết nữa. Con không biết, nói vậy giờ chọn đại đi, theo cho nhìn nhìn thì ước lượng hoặc là nghĩ đi. Không biết chắc nhưng mà mình đoán được. Đúng cũng được, sai cũng được, không sao. Con nghe con nói không cô? Nghe, nghe mà hơi nhỏ. Chắc hai bông gòn. Hai cái bằng nhau. Hai cái bằng nhau, hai con với. Rồi, vậy là Hoàng Vy với Quốc Thắng cho mấy kiến. Dạ cô ơi. Rồi. Vậy cha Hoàng của cô cho con đỡ đáp án cô. Ừ. Rồi. Vậy con đỡ, con cũng nghĩ là bằng nhau. Bằng nhau, ba đáp án Gia Hân. Thắng, Hoàng Vy. Rồi, bên này để cô xóa một này. Có một cổ đông ở bên đây nha, có một cái chân bên này. Ba phiếu. Một, hai, ba, thêm ý nữa. À, Lâm, bây giờ nếu như con dạ, bạn Lâm thì không có micro. À, nếu như cô nói tới mà đúng thì con giơ tay nha. Rồi, sắt nặng hơn đúng không Lâm? Không. Bông gòn nặng hơn. Không. Hai bạn bằng nhau. Alo, có nghe con nói không? Cái nào cũng giơ tay hết trơn vậy, nghe được không vậy? Con luôn á. Là thêm mấy cái nữa. Nè Nhật. Hello. Thưa cô, là theo con nghĩ là hai cái đó bằng nhau. Rồi, hai cái bằng nhau, 4 phiếu. Quan Nhật, tiếp theo. Cuối cùng, Tường Vy, hai con thì sao? Dạ là bằng nhau. Năm mấy? Rồi, kết quả nha, nghe kỹ nha. Bên này là sắt, bên này là bông gòn, và 1 ký sắt với 1 ký bông gòn thì dĩ nhiên hai bạn này phải bằng nhau nha. Rồi, mình tiếp theo. Tuy nhiên nếu như cô không dùng chữ 1 ký, cô chỉ nói sơ, cô chỉ nói là rồi. Nếu như không dùng từ 1 ký mà cô chỉ nói là à, sắt với bông gòn, sắt với bông gòn cái nào nặng hơn các bạn, thì mình sẽ nghĩ ngay tới sắt nặng hơn, đúng chưa?
nếu như mình không nói gì về số ký nhưng mà mình chỉ nói sắc với bông gòn là mình sẽ mặc định là sắc nặng hơn. Ủa, nhưng mà cô không nói số ký nhưng mà mình vẫn mặc định là sắc nặng hơn, vậy thì cái cụm từ sắc nặng hơn là không phải nói về khối lượng, không phải nói về số lượng, mà nói về một cái đại lượng khác, đại lượng ít y nào đó để đó đi. Tại vì nếu như nói về khối lượng thì anh phải nói khối lượng bằng mấy ký. Còn trong khi đó anh không nói số ký nhưng mà tôi vẫn hình dung ra được là sách nó nặng dữ lắm. Vậy thì cái chữ nặng và nhẹ trong cái câu nói này không phải là khối lượng, mà nó là khối lượng riêng của một chất, cho biết cái chất đó nặng hay nhẹ. Đấy. Khối lượng riêng. Đây. Để đặc trưng cho một chất đó nặng hay nhẹ thì người ta đề ra một khái niệm đó là khối lượng riêng. Bây giờ người ta lấy ra ba mẫu vật, một mẫu bằng sắt, một mẫu bằng gạo và một mẫu bằng bông gòn. Cả ba mẫu này đều có thể tích là 1 mét khối. Ba bạn này ba cái hộp như nhau nha, ba cái bỏ vô ba cái thùng như nhau. Y hệt nhau về thể tích là 1 mét khối. Tuy nhiên mang đem đi cân thì anh này cân ra 7.600 kg. Mang cái thùng này đi cân, cái thùng này cũng là 1 mét khối thôi, nhưng mà mang đi cân thì nó ra 1.200 kg. Mang bạn này đi cân thì nó tầm 300-400 kg thôi, 300 kg. Như vậy mình mới nói là cùng một thể tích như nhau, nhưng mà cái anh này nặng hơn. Thế là người ta nói là sắt có khối lượng riêng lớn hơn. Để đặc trưng cho cái mức độ nặng nhẹ này, khối lượng riêng cái người ta quy ra thành chữ, thành cái đại lượng vật lý, đó là chữ D lớn. D lớn được tính bằng công thức là khối lượng riêng thì đi lấy khối lượng chia cho riêng thể tích của nó. Để tính cái trường hợp mà ba cái này không bằng nhau thì mình sẽ câu luôn cái thể tích, lấy khối lượng chia thể tích. Nhớ nhỉ, bây giờ mình có hình dung ra được cái công thức này của lớp 6 không mấy bạn? Có thấy quen quen không? Không cần, có thể là mình đã không thuộc rồi, nhưng mà bây giờ mình có thấy ấn tượng chút xíu nào không? Nhi thấy quen không Nhi? Dạ quen. Rồi, bây giờ vậy thì tới đây mình nhớ lại công thức. Tiếp theo, bây giờ khối lượng riêng có đơn vị là gì? Thì mình sẽ bám vào cái công thức này nha. M là khối lượng, chữ M này là khối lượng. Đơn vị chuẩn của khối lượng là kg. V là thể tích. Thể tích này là chữ V, viết tắt của chữ volume đó mấy bạn. Dặn cái dọn nhỏ cái volume lại, có nghĩa là thể tích, V là thể tích nha, volume là thể tích. Đơn vị của thể tích là gì? Mét khối. Rồi, đứa này kg, đứa này mét khối. Như vậy đơn vị của các anh khối lượng riêng sẽ là kg trên mét khối. Dễ chưa? Dễ nha. Tiếp theo. Xong khối lượng riêng. Bây giờ mình mới đề cập tới đơn vị mới là trọng lượng riêng. Đại lượng mới chứ cô nhầm, cô dùng từ sai. Đó mà. Tới trọng lượng riêng. Hai bạn này có bà con nhẹ nhẹ với nhau. Bây giờ cũng là ba cái vật này có cùng một thể tích, nhưng mà cô không để lên cái cân, mà mình sẽ lần lượt móc ba cái vật này vào trong cái lực kế để đo trọng lượng của nó. Thì mình thấy trọng lượng của bạn này lớn nhất, tới anh này vừa vừa, tới anh này là ít nhất. Cái kim của lực kế chỉ giá trị nhỏ nhất nha. À, thế là người ta cũng xây dựng trọng lượng riêng D bằng, nếu như ngay chỗ này khối lượng riêng thì lấy khối lượng chia cho riêng thể tích, thì ở đây trọng lượng riêng mình sẽ lấy trọng lượng chia cho thể tích. Rồi, trọng lượng riêng thì cô sẽ ký hiệu không phải là chữ D lớn mà là một ký hiệu D nhỏ. D lớn, D nhỏ đang thể hiện là hai đứa nó có liên quan với nhau.
Đó, bây giờ liên quan kiểu gì nha. Bạn này, anh này là trọng lượng. Đơn vị của trọng lượng là gì các bạn? Là Newton. Bạn thể tích vẫn là thể tích thôi, V vẫn là thể tích. Đơn vị của thể tích là mét gì? Mét khối. Cho nên cái D nhỏ này sẽ có đơn vị là Newton trên mét khối. Newton trên mét khối. Đây, cái bữa giờ mình học là chữ D nhỏ nè. Thấy chưa? Bữa giờ mình học đơn vị của trọng lượng riêng là Newton trên mét khối. Ví dụ như cô bắt các bạn thuộc trọng lượng riêng của nước là 10.000 Newton trên mét khối. Thấy chưa? Nè, D nè, trong công thức B bằng D nhân H, B bằng D nhân H thì chữ D này nè, đó là nó nè. Kịp được chưa? Đó, bây giờ mình đi xây dựng mối liên hệ giữa D nhỏ với D lớn nha. Lấy công thức D nhỏ ra xài. Cô đang có D nhỏ, trọng lượng riêng, thì lấy trọng lượng chia cho riêng thể tích. Kiểu B in đàng hoàng này hết chưa? Chia cho thể tích. Tiếp theo, dấu bằng cô viết lại. Chữ V này cô viết lại. Mặt khác mình có công thức B bằng mấy lần M, bạn nào còn nhớ? B bằng mấy lần M trong cái bài biểu diễn lực mình có nhắc. Đó, mà Nhi. À, dạ thưa cô, B bằng 10 lần M. Chính xác. B chính là 10 lần M. Vậy chỗ nào có chữ B có 2 bằng 10 M? Vế trái bằng vế phải nè. Cho nên chỗ nào có chữ B có 2 bằng 10 M. Rồi, chỗ này. Vậy có chữ B có 2 bằng 10 M. Từ đây qua đây hiểu hết không nhớ mình? Từ đây qua đây hiểu không? Tiếp theo. Rồi, dấu bằng viết lại. Số 10 cô viết xa xa ra chút xíu. Đẩy em bằng 10 này ra xa xa, đẩy số 10 ra. Đó, viết lại nè. Từ đây qua bên này hiểu không? Chỉ là viết tách số 10 ra thôi chứ không có gì. Được nha. Rồi, tiếp nha. Số 10 cô viết lại nè. M chia V khối lượng trên thể tích. Nó ra chữ gì mới đó? Đây, M chia V nó ra chữ V lớn. V lớn. Như vậy, sau một hồi đi vòng vòng, V nhỏ bằng cái này, bằng cái kia, bằng cái nọ, rốt cuộc nó bằng 10 lần V lớn. Đây là mối liên hệ giữa V nhỏ và V lớn. Nhìn thấy kịp chưa? Rồi, sau cùng nãy giờ có thể Châu quên mấy cái bước trung gian, nhớ lại cho cô V nhỏ bằng 10 V lớn. Ba công thức cần thuộc ở đây. Một hồi ôn tập thì cô muốn các bạn nhớ lại ba công thức cần thuộc. Thứ nhất, V lớn. Khối lượng riêng. Khối lượng riêng thì lấy khối lượng chia cho riêng thể tích. Tới đây là mình tự viết đơn vị nè, dễ vậy. Trọng lượng riêng thì lấy trọng lượng chia cho thể tích. Mối liên hệ với hai bạn này. V nhỏ bằng 10 lần V lớn. Rồi bây giờ nói V nhỏ bằng 10 lần V lớn, mình tính thử nè. Cô cho trọng lượng riêng của nước bằng 10.000 Newton trên mét vuông, mét khối. Và để đơn giản thì lát nữa cô khỏi nói đơn vị nha. Cô con tính cho cô V lớn của nước bằng bao nhiêu? 30 giây bắt đầu. Cho cô cách hỏi nha. Nếu như trọng lượng riêng của một chất là như đây thì khối lượng riêng của nó là bao nhiêu? Hoặc hàng tinh.
của nước T10. Ừ, ra bao nhiêu anh? Ra bằng 1.000 newton trên 1.000 newton. Này là 1.000 là 1.000 kg trên mét khối nha. Rồi, cô cảm ơn. Tại vì cái đơn vị của cái đứa này là kg trên mét khối. Tiếp theo, lần nữa, bạn làm đúng rồi đó, bây giờ lần nữa nha. Nếu như bây giờ cô cho khối lượng riêng của gạo là 1.200 kg trên mét khối, các bạn tìm lại giùm cô trọng lượng riêng của gạo là bao nhiêu. 10 giây bắt đầu. Rồi, quốc thắng bao nhiêu quốc thắng? Cô bằng 12.000 newton trên mét khối. Rồi, 12.000, cô ghi lại kết quả đó. Kết quả của bạn đúng. Sau nhiều lần mình làm tới làm lui thì nghiệm ra chữ nhỏ thì số nó lại lớn, chữ lớn thì số nó lại nhỏ. Thấy chưa? Chữ thì lớn nhưng mà số có 1.000. Trong khi đó cái bạn này chữ nhỏ, số nó tới 10.000, nó gấp 10 lần. Ha, để mình đừng lộn á, cái cách nhớ gì đó, đừng nhiều khi lộn cái thấy dê nhỏ bằng 10.000, cái đấy dê lớn bằng 100.000, không phải. Dê lớn nhưng mà số nó nhỏ lại. Tương tự nha nè, chữ nhỏ, số lớn, chữ lớn mà số nó nhỏ xíu là có 1.200. Bạn này tới 12.000. Đấy, rồi. Bây giờ mình sẽ nói một chút xíu về ý nghĩa nha. Ý nghĩa của hai đứa này như nhau cho nên cô nói một cái. Ý nghĩa thứ nhất, khi nhìn trọng lượng khối lượng riêng của gạo là 1.200 kg trên mét khối, khối lượng riêng của sắt là 7.800 kg trên mét khối, nước là 1.000 kg trên mét khối. Ý nghĩa thứ nhất, nhìn từng đứa mình sẽ biết được rằng cứ 1 mét khối gạo đem đi cân thì nó sẽ nặng đúng 1.200 kg. Giống như là cái việc mà chiều mình đi học gì hay hoặc là mình thấy ở trên đường người ta hay ghi vậy nè, bán nho 50.000 đồng 1 kg, đúng chưa? Người ta xịt xịt giống mình nè, đó, xịt xịt. Thì mình sẽ hiểu là cứ 1 kg nho có giá tiền 50.000 đồng. Thì ở đây cũng vậy. Thì ở đây cũng vậy, cứ 1 mét khối gạo mang đi cân thì nó nặng bao nhiêu? 1.200 kg. Tương tự sắt nha, lấy 1 mét khối sắt, 1 mét khối là gì nè, 1 mét khối là người ta cho nó vô trong một cái thùng, cạnh là 1 mét, rồi còn cái chiều này cũng là 1 mét, thì cái thùng này nó có thể tích là 1 mét khối, bỏ gạo đầy nhóc vô đây mang đi cân, thì một cứ 1 mét khối sắt mang đi cân nặng 7.800 kg, dần dần cho những cái chất khác. Đó là ý nghĩa thứ nhất của khối lượng riêng. Ý nghĩa thứ hai là mình sẽ so sánh được giữa chất này với chất kia. Nhìn như thế này, sắt, nước, hai đứa này đi. Trọng, khối lượng riêng của sắt là 7.800, khối lượng riêng của nước là 1.000. Như vậy mình sẽ nói là sắt nặng hơn nước. Được chưa? Vậy thì cái chữ nặng này là mình đang nói về cái đại lượng nào? Khối lượng riêng. Nếu như không nói gì hết, anh không cho tôi mấy ký thì tôi sẽ mặc nhiên sắt nặng hơn nước. Nhìn số thì mình sẽ biết được nha. Rồi. Tiếp theo. Ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ hai là rồi là mình so sánh được đứa này nặng hơn đứa kia. Thế ý nghĩa thứ ba của khối lượng riêng. Chỗ nào mấy bạn thích hiểu thì mấy bạn nhớ bật mic nói nha. Khi bạn này nhẹ hơn bạn kia, thả vào trong chất lỏng. Bây giờ tôi cho thêm vài chất lỏng nữa cho nó nhiều chút mình dễ so sánh nha. Khối lượng riêng của dầu chắc tầm 800 kg trên mét khối. Dầu là dầu à? Dầu hỏa nha. Khối lượng riêng của thủy ngân
13.600. Tại hồi nãy á, có cái bài toán gửi bài toán nhà về nhà cái ống thủy ngân của mình là 136.000 nhé chưa? Hồi nãy á, trọng lượng riêng của thủy ngân thì giờ cô suy ra được khối lượng riêng của thủy ngân là 13.600. Chỗ này. Ý nghĩa thứ ba của nó như sau, bây giờ cô lấy một chất lỏng ra là dầu. Bây giờ nếu như mình thả gạo vào trong dầu thì mình thấy khối lượng riêng của nó lớn hơn của dầu, cho nên cái gạo này sẽ chìm xuống. Nó nặng hơn dầu cho nên nó sẽ chìm xuống phía dưới. Hiểu được không? Bây giờ lần nữa, cô có khối lượng riêng của nước là 1.000 nha. Bây giờ nếu như cô thả dầu vào trong nước, dầu vào nước, dầu sẽ nổi hay sẽ chìm? Nguyên. Giờ cô thả dầu vào trong nước, con thấy dầu nhẹ hay nặng hơn nước? Tụi con thấy dầu nó sẽ nhẹ hơn nước. Vậy nó nổi hay nó chìm? Vậy nó nổi. Đúng rồi. Cô cảm ơn. Đời trong đời sống thực tế, bình thường mình biết chắc chắn cái chuyện mà thả dầu vô trong nước là nó sẽ nổi. Nhưng mà bây giờ mình hiểu hơn cái bản chất là tại sao nó nổi. Là tại vì khối lượng riêng của nó nhỏ hơn của nước. Ha. Rồi, lần nữa nha. Bây giờ cho một chất đá thêm nữa đi. Khối lượng riêng của đá là 1.300. Khối lượng riêng của chen vô nha, khối lượng riêng của gỗ là 800 luôn đi. Các bạn đi câu hỏi nha. Rồi, bây giờ thả đá vào trong nước. Đá nè. Nước nè. Đá chìm hay đá nổi? Mời. Nhật. Thưa cô, là đá sẽ chìm. Đá sẽ chìm tại vì khối lượng riêng của đá như thế nào? Dạ, nước. Khối lượng riêng của đá lớn hơn khối lượng riêng của nước. Đúng rồi. Tiếp theo, một số bạn thì sẽ cho rằng là ô cái này dễ quá cho nên là vậy cũng hỏi. Bây giờ cô sẽ thử bằng cái kiến thức con mấy bạn hiểu không nha. Thả sắt vào trong nước thì mình biết chắc chắn là cục sắt sẽ chìm xuống rồi. Sắt vào trong nước là nó chìm xuống chứ nó không nổi nổi đâu. Nhưng mà bây giờ mấy bạn trả lời cho cô, nếu như cô thả cục sắt vào trong thủy ngân, nổi, sắt chìm hay nổi? Suy nghĩ ta nè. Suy nghĩ trong 30 giây. Nếu theo kiến thức cô vừa nói mà trả lời là được. Rồi, thả sắt vào thủy ngân, sắt chìm hay sắt nổi nha. Rồi mời Nhật. Thưa cô, theo con nghĩ là sắt nó sẽ chìm. Sắt chìm, tại sao em? Dạ thưa cô, là tại vì là khối lượng riêng của sắt nhỏ hơn khối lượng riêng của thủy ngân, nên suy ra là trọng lượng riêng của sắt nó sẽ nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân. Rồi, nếu mà nó nhỏ, nhỏ nhỏ thì nó nổi hay chìm? Ủa dạ nó nổi. Nó nổi, đúng rồi, chính xác. Có nghĩa là bạn lập luận thì đúng lắm, nhưng mà bạn kết luận thì sai. Nhỏ, dễ dàng nhìn thấy được. Trọng lượng riêng của sắt là 7.800 nè. Thả vào cái chất lỏng này là 13.600 nè. Dễ dàng nhìn thấy được là trọng lượng, khối lượng riêng của sắt nhỏ hơn khối lượng riêng của thủy ngân. Nhỏ thì nó nhẹ, cho nên nó sẽ nổi lên. Nghe rất là lạ đúng chưa? Mình cứ nghĩ là cục sắt này đi đến đâu thì nó sẽ chìm đến đó, nhưng thực tế nếu như con thả sắt vào trong cái chất lỏng tên là thủy ngân thì cái cục sắt này sẽ nổi lên. Hiểu được nha. Rồi, cho nên là có những cái chuyện mình sẽ không ngờ đâu, không ngờ là sắt nó lại nổi lên, đúng chưa? Rồi, tiếp nha. Có một cái câu đố, người ta nói là đố đố bạn vậy chứ con gì mà có thể cõng được cả một cây cổ thụ nhưng lại không cõng được một cái hòn sỏi nhỏ. Thế bạn câu trả lời cho cái câu hỏi này là cái gì mấy bạn? Con gì?
cõng được cả một cây cổ thụ nhưng lại không cõng được một hòn sỏi nhỏ. Các bạn có biết câu này nhỉ? Con nghe ra chưa câu này chưa? Rồi mời Giang Hân. Dạ không cô heo, con nhớ là con sông. Đúng rồi, là con sông. Bây giờ mình sẽ dựa vào vật lý nha. Là con sông, chính xác. Con sông, khối lượng riêng của nó là 1.000 kg trên mét khối. Thì để đơn giản là cô bỏ cái đơn vị bớt cho đừng bị rối nha. Rồi 1.000. Nếu bây giờ cô thả một cái hòn gỗ xuống, một cái thanh gỗ khô xuống. Rồi, cái gỗ khô này thì khối lượng riêng như nào? Nhỏ hơn, nó chỉ có 800 thôi. Nó nhỏ hơn của nước, cho nên nó nhỏ thì nó nhẹ, mà nhẹ thì nó sẽ nổi lên đi trên. Trong khi đó chỉ có hòn đá rất là nhỏ thôi. Rồi bây giờ chơi cái hòn đá này. Cô có một cái hòn đá. Hòn đá này kích thước nhỏ hơn gỗ rất là nhiều, nhưng mà do bản thân của nó, trọng lượng riêng của nó như thế nào so với nước không? Nó là 1.300, nó lớn hơn nước. Lớn hơn có nghĩa là nặng hơn, cho nên hòn đá này sẽ chìm xuống, con sông không cõng được. Hiểu được không? Đó. Thường thì vật lý sẽ gắn liền với cái kiến thức cuộc sống của mình như vậy ha. Rồi, này nói ngay nãy giờ là đang nói về chuyện của lớp 6 không có nha. Lớp 6 là mấy bạn sẽ được học mấy cái này rồi đó. Tóm lại mình được học ý nghĩa của khối lượng riêng rồi, trọng lượng riêng. Hai bạn này khối lượng riêng với trọng lượng riêng là bà con với nhau, cho nên mình nói bạn nào cũng được. Chỉ có điều là trong lúc xài công thức thì phải cẩn thận coi nó là dê nhỏ hay coi nó là dê lớn. Rồi. Xong, đủ vốn rồi. Bây giờ mình học bài mới. Cô xóa cái này nha. Nhớ là khối lượng riêng, trọng lượng riêng của nước là 10.000 là mấy bạn phải nhớ nha. Bạn nói. Đứng từ đây bên kia nó hay bị đứng như thế. Hai cái hình mấy bạn đang quan sát. Hai cái hình mà tôi quan sát thật ra chỉ là hình tranh vẽ lại thôi. Nhưng bạn nào nhận ra người này ha. Thôi. Ai? Archimedes, ôi nó lộ ra luôn rồi. Nếu như năm lớp 6 mình được biết của Archimedes nổi tiếng với câu nói, là bạn nào còn nhớ cái câu nói nổi tiếng của Archimedes mà năm lớp 6 học đây? Câu nói này nó liên quan tới một cái dụng cụ, một cái máy cơ đơn giản, một cái đòn bẩy, nhớ không? Rồi, có một bạn giơ tay này. Nhớ không hả? Gợi ý nha. Hãy cho tôi một điểm. Nhớ chưa? Rồi, mời Gia Hân. Dạ, cô heo, con nhớ là hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất lên. Đúng rồi, tôi sẽ nhấc bổng cả trái đất lên, đúng rồi, hay là câu nói của nhà bác học Archimedes. Nếu như năm lớp 6, nhà bác học này nổi tiếng với câu nói đó, thì hôm nay mình sẽ học một cái giai thoại khác của ông, thú vị hơn nhiều. Cái câu chuyện này xảy ra cỡ năm 231 trước công nguyên, tức là cách đây mấy nghìn năm lại đấy ha. Truyền thuyết nói như thế này, truyền thuyết kể là cái nhà vua này của xứ Hê Rông, ông này, nhà vua này muốn thể hiện cái sự giàu có của mình. Nhà vua nha, chứ không phải cái nhà bác học này nha, ông vua thôi.
nhà vua mới giao cho người thợ kim hoàng một cái lượng một 15 lượng vàng ròng, 15 lượng vàng ròng, và giao cho cái người này làm một cái nhiệm vụ là làm cho ta một cái vương miện thật là đẹp. Thợ của nhà vua thì dĩ nhiên là tay nghề rất là cao, và người thợ làm cho một cái vương miện rất là đẹp, làm cho nhà vua này rương miệng, cái vương miện đẹp thật. Tuy nhiên thì nhà cái người thợ này đã nảy sinh một cái lòng tham, người thợ này đã xén bớt vàng ở trong cái vương miện, cái lượng vàng mà vua giao. Người thợ này xén bớt vàng đó, tại vì lòng tham mà cái pha tạp chất vô trong. Do người thợ này tay nghề cao lắm, cho nên mới nhìn thì cái vương miện này rất là đẹp và cân cũng đầy đủ, đúng như cái lượng vàng mà vua đã giao. Tuy nhiên nhà vua đã sinh nghi, nhưng mà nghi nghi thôi chứ chẳng lẽ bây giờ ngu ha coi nhận, đúng không? Và cũng không thể nào mà lỡ như người ta không có xén vàng của mình mà mình nghi quan cho người ta thì cũng còn nghiệp. Tức quá từ tức, bây giờ nghi mà không làm được gì cho người ta hết, không làm được gì người ta. Thế là nhà vua mới nghĩ là một cách vô cùng thông minh, đó là giao hết cái nhiệm vụ này lại cho Archimedes, kêu Archimedes lại. Nhiệm vụ là phải điều tra cho bằng được cái rốt cuộc là cái vương miện của ta có hay là không có pha đặc chất. Nhận được cái bài toán này thì ông rất là lo lắng, bây giờ không biết phải làm sao luôn á. Chẳng lẽ bây giờ phải chẻ nhỏ cái vương miện ra rồi đốt nó theo cái kiểu là thử vàng bằng lửa cũng không được, lỡ như đốt xong rồi hư luôn cái vương miện người ta. Thế là ngày đêm lo lắng suy nghĩ không biết làm thế nào để giải quyết cái bài toán này. Ăn cũng suy nghĩ tới, uống cũng suy nghĩ tới, ngủ cũng suy nghĩ tới, và tới lúc đi tắm cũng suy nghĩ tới. Cho đến một ngày, có truyền thuyết thì nói là ông đang tắm ở nhà, có truyền thuyết thì nói là ông đang tắm ở trong cái bồn tắm của công cộng. Cái ông đang ở trong cái bồn tắm, cái này là nó hơi nhỏ quá chứ cả nó lớn hơn. Cái ông mới cũng là vừa tắm nhưng mà lại vừa suy nghĩ cái vấn đề của nhà vua giao, cho nên là ông kiểu như tức mình quá mới lặn xuống, hụp xuống. Thì lúc mà ông hụp xuống thì ông nhận ra một cái chuyện là nếu như nhấn chìm người trong nước càng nhiều, nghĩa là ông càng dành chỗ của nước càng nhiều, ông lặn xuống dành chỗ của nước thì nước sẽ càng đẩy ông lên bằng một cái lực mạnh, càng chiếm chỗ của nước là nước càng đẩy mạnh. Thế là một cái ý tưởng lóe trong đầu ông, ông đã tìm được cái cách để giải quyết bài toán của chiếc vương miện. Vui đến mức độ mà ông quên luôn cái chuyện mình đang tắm, và cứ thế cởi truồng chạy ra bên ngoài và hô to lên một cái cụm từ mà nó nổi tiếng đến ngày hôm nay. Quên luôn cái chuyện mà đang tắm, chạy ra hô to lên là Eureka, Eureka. Tiếng Hy Lạp đó dịch ra tiếng Việt của mình có nghĩa là tìm ra rồi, Eureka, tìm ra rồi. Thôi, thế bây giờ cái chuyện mà ông phát minh ra thì ngày hôm nay mình sẽ học ha. Đôi khi mình sẽ dừng trước khi đến với bài học thì mình cũng sẽ bình luận chút xíu về cái vấn đề này. Chúng ta thấy là nhà bác học để mà cống hiến được, để mà tìm ra được những cái điều vĩ đại để chúng ta học, thì đôi khi nhà bác học này sẽ có những cái hành động thật là ngớ ngẩn. Vậy nếu như bây giờ cho mình hai lựa chọn, một là một người bình thường nhưng mà không có đóng góp, không có cống hiến gì cả, với hai là một người nhà bác học vĩ đại nhưng mà đôi khi có những cái hành động ngớ ngẩn, vậy thì con sẽ chọn một, chọn là người bình thường hay chọn là một nhà bác học vĩ đại ha. À, Thảo Nhi, theo con thì con sẽ chọn người nào? Alo. Alo Thảo Nhi. Đi đâu rồi ta ơi? Đỗ Thắng. Nếu cho con chọn thì con sẽ là một người bình thường không có cống hiến, hay là con là một cái nhà bác học vĩ đại nhưng mà đôi khi có những hành động ngớ ngẩn? Người thường. Người thường hả? Rồi. Thịnh. Cô nói lại được rồi, tại hồi nãy mạng bị lắc đó cô. Rồi, để con hỏi bạn xong rồi cô hỏi con. Thịnh, con sẽ chọn là người như nào? Dạ. Hả? Dạ. Hả?
Không chắc đi cô. Không chắc hả? Rồi. Nhi, nãy cô hỏi gì Nhi? Cô hỏi là nếu như con cho con chọn một trong hai, một là một người bình thường thôi, không có cống hiến gì cả, với lại hai là một nhà bác học vĩ đại nhưng đôi khi lại có những cái hành động ngớ ngẩn giống như ông Maxinet, thì con sẽ chọn lựa chọn là người như thế nào? Dạ, con chọn làm người bình thường. Đó, bây giờ hiểu tại sao mà Việt Nam mình chậm phát triển người ta rồi nha. Rồi, tại vì đa số là mình, cô không có ý gì, nhưng mà ý là đa số là mình sẽ lựa chọn cái con đường như thế. À, thôi quay trở lại. Có muốn nghe dài câu chuyện ngớ ngẩn nữa không? Rồi, sẵn kể cho nghe luôn nha. Đây là một trong những cái trường hợp ngớ ngẩn thôi. Có những nhà bác học, những thì chưa đến, nhưng mà có một nhà bác học ngớ ngẩn đến mức độ mà tới cái ngày cưới của ông á, thì ông mãi lo say mê làm cái việc là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, đến mức độ là cô dâu phải vào phòng để mà xin mời du lễ ra, đi rước du lễ luôn chứ không phải là rước dâu nữa. Rồi, lại có một nhà bác học, cô lại nhớ không nhớ tên chính xác thôi, nhưng mà chính là câu chuyện này là câu chuyện có, là chỉ có điều là cô không nhớ tên chính xác để nói tên sao. Nhà bác học này hình như không làm là Edison hay là Newton thì cô quên rồi ha, nhưng mà đại khái nhà bác học này sáng một tay thì cầm con ếch, dự định là sẽ mang nó đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm với nó. Tay còn lại thì nhà bác học này cầm một cái ổ bánh mì để cho bữa ăn sáng của mình. Nhưng mà đến khi người vừa đi vừa suy nghĩ á, khi đi tới phòng thí nghiệm thì ông phát hiện ra là cái con ếch trên tay của ông đã biến mất, còn cái ổ bánh mì thì còn yên nguyên. Chuyện gì đã xảy ra mấy bạn? Chuyện gì đã xảy ra? Nói lại nha. Ban đầu một tay cầm con ếch để mang nó đến phòng thí nghiệm, một tay cầm ổ bánh mì để ăn sáng, vừa đi vừa ăn sáng. Nhưng mà đi dọc đường lo cứ suy nghĩ về những cái chuyện mà mình sẽ nghiên cứu sắp tới á. Đến nơi thì con ếch biến mất, ổ bánh mì thì còn nguyên. Chuyện gì đã xảy ra rồi? Dạ hơn, theo con đoán là chuyện gì? Dạ thưa cô là ổng đã ăn con ếch. Đúng rồi, ăn lộn cái bữa ăn sáng rồi ăn cái con ếch. Ừ, chính xác đó. Điều đó là cái sự tập trung của người ta đó. Khi mà tập trung thì người ta quên hết những cái chuyện bên ngoài. Dễ hiểu thôi, ví dụ như mấy bạn mà đang chơi game đi, phụ huynh lên nhà kêu cũng phải lần thứ ba mình mới dạ, đúng không? Tại vì lo tập trung chơi game không nghe được. Rồi, thay quay trở lại nha. Bài ngày hôm nay tạm biệt cái quá khứ đó, bây giờ mình trở về với thực tế một chút xíu. Bình thường khi mà mình kéo nước từ cái giếng lên, hoặc là hôm nào cứ rảnh ở nhà phụ ba mẹ tưới cây tưới kiển chẳng hạn, con dùng một cái xô nước mà múc nước từ giếng lên, thì khi mà mình thấy lúc mà cái gào nước này, cái xô nước này nó còn chìm trong cái lòng nước, thì mình kéo lên nó rất là nhẹ, nhẹ dữ lắm, thì hôm nào thử sẽ biết. Nhưng đến khi mà con kéo cái xô này vừa lú ra khỏi, nhưng đến khi mà con kéo cái xô nước này vừa lú qua khỏi cái mặt nước rồi kéo lên, thì cái phút này, cái giai đoạn từ đây lên tới đây nè, nó nặng dữ lắm, nặng. Điều này chứng tỏ là khi cái xô nó ở trong lòng nước thì nước nó đã phụ đẩy với mình lên bằng một cái lực, cho nên mình bỏ ra một lực ít thôi. Hôm nào cứ thử đi sẽ thấy cái điều này chứ. Rồi, đây là một trường hợp. Thứ hai là mình khi mình đi tắm, nếu như mình lặn, càng lặn xuống cái cảm giác như mình càng lặn xuống mà nước nó sẽ đẩy mình lên, đúng vậy. Bạn nào có đi họ tắm ở hồ bơi hay là gì à, tắm sông tắm mưa thì có thể nhận thấy điều này. Lúc mà hụp xuống cái nước nó đẩy mình lên, đẩy lên tới khi nào mình lú cái đầu ra thì cái cảm giác cái lực này nó sẽ nhỏ lại, nó ít đẩy đi. Thì cả hai cái lực này đều do chất lỏng gây ra, mà mình sẽ học trong ngày hôm nay. Và cái người đầu tiên phát minh ra là nãy cái trong cái câu chuyện cô kể á, là ông Archimedes, cho nên người ta lấy tên của ông để đặt tên cho lực đẩy. Nhưng mà cô muốn các bạn phải hiểu là lực đẩy này là lực đẩy của ai gây ra, của chất lỏng gây ra.
nhưng mà đặt tên là tên cho nhà bác học Archimedes, chứ không phải cái lực đẩy này là do ông Archimedes ở dưới này đẩy cái thùng đi lên. Lắm đúng nha. Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ cái tác dụng của chất lỏng khi mà có một vật nhúng chìm. Đầu tiên cô có một cái lực chế, có một giá đỡ móc một cái vật nặng vào trong cái lực chế này. Cái vật nặng này dưới tác dụng của trọng lực, dưới tác dụng của trọng lực là phải đặt ngay trọng tâm nè, kéo vào xuống nè, kéo vào xuống, cho nên là cái lò xo này nó bị giãn ra. Cái giá trị lực chế chỉ một giá trị. Cái cô tạm thời ghi đây là giá trị là B, là trọng lượng của vật đi ha. B là nhiêu nhiêu đó, Newton. Tiếp theo, cũng với cái thí nghiệm này, nhưng sau đó cô dùng một cái chậu nước để nhúng chìm cái vật nặng này vào. Chúng ta được hình này. Cũng cái giá đỡ y nhị, nhưng mà cô dùng một cái chậu nước để cho cái vật này chìm vào trong này. Thì tới khi cái vật này nhúng chìm vào trong này, thì cô lại nhìn thấy cái giá trị của cái lực kế này nó nhỏ hơn lúc nãy. Đây, thấy không? Cô thấy này là sao bị kéo giãn ra nguyên khúc. Này nó kéo qua chút thôi. Cho nên cô nhìn vô đây, cô đọc cái giá trị chỉ số và cô đặt tên cho nó là B phẩy hoặc là B1. Tùy mình, B1 đi ha. Trên lớp thì mấy bạn sẽ được làm cái thí nghiệm này. Tuy nhiên ở đây thì để đơn giản thì cô sẽ cung cấp số liệu luôn ha, số liệu ảo thôi. Lần đầu trọng lượng của cái bạn này là 3 Newton. Khi nhúng vào trong nước, cái lực kế này nó chỉ còn có 2 Newton. Bây giờ mình sẽ nhận ra một chuyện nha. B1 nhỏ hơn B chứng tỏ điều gì? Cái vật nặng này kéo xuống 3 Newton mà bây giờ đứng vào trong nước, cái bạn này phải chạy lên đúng chưa? Các bạn này phải chạy lên thì cái giá trị của lực kế nó mới nhỏ lại 2 Newton. Điều này chứng tỏ chuyện gì mấy đứa? Chứng tỏ là ai đẩy nó lên vậy? Cô là nước. Nước, đúng rồi. Nước nó đẩy cái vật nặng này đi lên, cho nên cái lò xo này nó mới lùi lại, nó còn có khúc này hết chưa? Hồi nãy nó lú ra như đây nè. Rồi bây giờ cái vật nặng này nâng, cái vật nặng đẩy lên thì nó mới lùi lại. Và chỉ có nước mới làm ra cái chuyện này. Như vậy cô mới tính đây. Thế đây mình kết luận được là nếu như một vật nhúng trong lòng chất lỏng, đối với thí nghiệm của mình thì là nước, nhưng mà tổng quát lên thì tất cả các chất lỏng đều làm cái chuyện này. Rồi, chất lỏng sẽ đẩy lên. Đẩy lên. Đẩy lên theo phương gì? Phương thẳng đứng. Đẩy lên theo phương thẳng đứng. Chiều mà nó đẩy từ dưới đẩy lên thì là chiều từ dưới lên bằng một lực. Và cái lực này, cái lực mà chất lỏng tạo ra mình gọi là lực đẩy Archimedes. Lực là chữ ý, Archimedes là tên nhà bác học, mình lấy chữ đầu ra A. FA là lực đẩy Archimedes, nghe FA hay không? Không chịu rồi đúng không? FA lực đẩy Archimedes nha. Thật ra tên của ông, tên đầy đủ là Archimedes, tên này đủ như vậy, nhưng mà phiên âm tiếng Việt thì là Archimedes như này. Không sao, dù kiểu gì thì cũng là chữ A đứng đầu, cho nên là lấy tên ông để đặt cho cái loại lực này. Bây giờ mình sẽ nhận xét lại chung nha. Bất kỳ một chất lỏng nào nhúng, bất kỳ một vật nào nhúng trong chất lỏng cũng bị chất lỏng đẩy từ dưới lên, theo đẩy từ dưới lên bằng một lực. Lực này là Archimedes. Bây giờ mình tính cái nha, trong bài này cô đố các bạn lực đẩy là nó đẩy lên bao nhiêu Newton. Bắt đầu cô ghi xuống 3 Newton, bây giờ đẩy lên nhiêu không biết mà giờ nó còn 2 Newton. Vậy thì lực đẩy này là bao nhiêu mấy bạn? Nè, lấy cái tay, lấy cái vật này vô. Cái vật này nó sẽ ghi cái lò xo này xuống 3 Newton. Bây giờ nước ở dưới đẩy lên, phụ đẩy lên một bao nhiêu đó, bao nhiêu mà bây giờ nó còn lại 2 vậy?
khi nhúng vào trong nước bao nhiêu mà nó còn lại 2 newton. Mời một bạn giơ tay nha. Rồi, mời Nhi. À, dạ thưa cô là 1 newton. Đúng rồi, nước nó phụ đẩy 1 newton lên. Chính xác. Như vậy, tới chỗ này vô tình mình đã biết cái cách để tính lực đẩy Archimedes luôn. Lực đẩy Archimedes thì con lấy cái trọng lượng của vật, có nghĩa là chỉ số của lực kế ở ngoài không khí, trừ cho chỉ số của lực kế khi mà nhúng vật ở trong nước. Có cần cô nói lại chỗ này không mấy đứa? Treo vật vào cái lò xo giãn ra 3 newton. Bây giờ phải có một cái lực đẩy lên cho nên nó mới còn 2 nhúng vô trong nước. Cái nó còn 2 newton. Chứng tỏ là đã ai đó ở dưới này đẩy lên phụ mình 1 newton thì đó là lực đẩy Archimedes. Vậy thì mình biết được cái cách tính lực đẩy Archimedes F bằng lấy chỉ số của lực kế lúc ở ngoài không khí trừ cho cái chỉ số của lực kế lúc mà vật ở trong nước, vật ở trong chất lỏng. Rồi xong, một công thức. Nhớ công thức này để làm bài nha. B là B ngoài không khí này, trừ cho B trong chất lỏng. Có đẹp không? Không? À, bây giờ thử nha. Rồi thử này. Cô có một cái bài toán sao? Treo vật vào lực kế. Lực kế chỉ 8 newton. Cũng treo luôn nhưng mà sau đó nhúng vật vào nước. Cái lực kế chỉ 6 newton. Hỏi lực đẩy Archimedes bằng bao nhiêu newton? Mời Bảo Ngọc nha. Bao nhiêu nào? Cô bị lộn. Mà Thường Vi. Dạ. Lực đẩy Archimedes trong bài này là bao nhiêu? Dạ là 48. Rồi tại sao lại 48? Thấy hai đứa nhanh nhau hả? Dạ. Nãy giờ có ngồi nghe không á cô? Nãy giờ đi đâu đó? Dạ không, ngồi đây nghe. Vẫn ngồi nghe hả? Không hiểu hả? Thôi, cho cô thêm một kết quả nữa nha. Rồi, mời Quốc Thắng, nghe chỗ này lực đẩy là bao nhiêu không? Cô lực đẩy là 2 newton. Sao ra được số 2 này? Lấy 8 trừ 6. 8 trừ 6, đưa cho Thường Vi con nghe chưa? Lấy cái giá trị ở ngoài không khí này là 8 newton. Khi nhúng vào trong nước, chỉ 6 newton trừ ra thì ra 2 newton. Thì mình hiểu đơn giản rồi, nước nó phụ đẩy với mình 2 newton rồi. Mình đây chưa? Tiếp theo, lực đẩy Archimedes tính bằng lực kế, chỉ số của lực kế ngoài không khí, nhớ nha, trừ cho chỉ số lực kế ở trong chất lỏng. Tuy nhiên đây là một cách tính nhưng không phải lúc nào mình cũng thực hiện được. Nếu như hồi nãy mình treo cái vật nhỏ nhỏ thì có thể dùng cái lực kế móc lên. Nhưng mà trong những trường hợp ví dụ như mình tắm xong thì đâu thể nào dùng cái lực kế móc mình lên rồi sau đó nhúng mình vô trong chất lỏng bao nhiêu rồi trừ ra để coi nước nó đẩy mình bao nhiêu. Đúng không? Mình không làm cách đó được. Cho nên bây giờ mình phải đi tìm một cái công thức nữa coi cái FA này tính như thế nào. Đi tìm thêm một công thức nữa. Mình sang cái nội dung kế tiếp. Mình sẽ đầu tiên
nói về cái chuyện của ông Archimedes. Khi mà ông Archimedes nằm ở trong cái bồn á, cái ông mới phát hiện ra là nếu như ông càng chìm người trong nước càng nhiều, cái bồn này, bồn nước tới đây ha, à, nếu như ông nếu như ông đứng kiểu này thì cái phần này nè là cái phần chìm trong nước, cái phần này là cái phần vật chìm trong nước, chiếm chỗ của nước hết như đây. Nhưng nếu như ông lặn sâu hơn nữa thì nguyên cái phần này nè, à cô sẽ nhầm, thì cái phần này nè, là cái phần chiếm chỗ của nước. Thế giờ thì trong trường hợp này thể tích mà nó giành chỗ của nước nó phải lớn hơn trong trường hợp đậu. Đấy, cái ông mới nghiệm ra là nếu như ông càng chiếm chỗ của nước thì cái lực ở trong trường hợp này nè, lực nảy Archimedes ở trong cái trường hợp 2 này nó sẽ lớn hơn trong trường hợp 1. Rồi, nghĩa là cái phần thể tích bị ông giành chỗ đó, càng lớn thì cái ép càng mạnh. Ông là ông đoán như vậy thôi. Đúng chưa? Đó. Cái ông mới đoán thêm nha. Cái thể tích của ông dành chỗ mà em ông đem đi đo cái nó được bao nhiêu newton. Ví dụ như ông xí chỗ của nước là 10 mét khối. Thật ra số này chỉ là số cho thôi chứ mình không có dành chỗ dữ gì đâu. Không tới 10 mét khối đâu nha. Đó. Cái ông mới đi đo cái 10 mét khối nước này nó nặng bao nhiêu newton. Nó ra trọng lượng của cái phần nước này đúng bằng với lực đẩy Archimedes ép. Bên này 8 newton thì bên này là lực cũng là 8 newton. Ông đoán là ông đoán vậy thôi. Có bị rối không mấy đứa? Có cần không nói lại chỗ này không? Nguyên nhân là do ông giành chỗ của nước cho nên nước nó mới đẩy ông đi lên. Ông chiếm chỗ của tôi thì tôi mới đẩy ông đi lên. Cho nên ông nghĩ là ông giành chỗ, ông giành ông xí chỗ của nước là bao nhiêu, lấy cái lượng nước đó đem cân là nó ra đúng với cái lực đẩy. Nghĩ là nghĩ như vậy. Bây giờ mình sẽ làm cái thí nghiệm kiểm chứng coi như thế nào. Mình sẽ quan sát cái thí nghiệm kiểm chứng như sau. Cô chuẩn bị một cái cốc. Cái cốc A này không có đựng nước đóng lỏng luôn. Cái cốc A này dùng để làm gì thì lát cô nói nha. Móc cái cốc A một cái vật nặng này vô trong cái lực kế. Thế là bây giờ cái lực kế này nó bị giãn nhau một khúc. Giá trị của lực kế là B1. Như vậy cô hỏi mấy bạn nha. Hiện tại cái B1 này nè, cái lực kế này nó đang đo cái gì ạ? Đó là trọng lượng của đứa nào mấy đứa? Con nhìn với cái hình này thì cho cô biết đi. Cái lực kế này đang đo trọng lượng của ai? Cái gì móc vô nó? Cái cốc và vật nặng, đúng chưa? Như vậy mình phải hiểu ngay chỗ này. B1, cái giá trị B1 này là nó đang cân cái cốc và đang cân cái vật nặng. Rồi, tiếp theo, bước thứ hai. Bước thứ hai thì mình sẽ dùng một cái cốc ở dưới hứng nước. Ngoài ra, khi mà cái bạn này chiếm chỗ của nước, nước không có chỗ cho nên nước phải tràn ra bên ngoài. Cái này là cái nguyên lý bình tràn mình học năm lớp 6. Đó. Thấy cái vật này chưa? Bắt đầu dùng một cái cốc hứng nước nè. Thì khi cái vật nặng này nhảy vô trong cái hồ này, nhảy vô trong cái cốc này, nó giành chỗ của cái bình này. Nước ở trong bình này nó không có chỗ để nó ấy thì nó phải tràn ra. Như vậy anh dành chỗ của tôi bao nhiêu thì tôi sẽ tràn ra bấy nhiêu. Đến đây còn hiểu không? Rồi, nước tràn ra bình B. Đồng thời ngay lúc bấy giờ thì cái giá trị lực kế của B này nó lại giảm, B2 này nó lại giảm đi. Nãy cô cho số liệu luôn nha. B1 lúc nãy cô cân được là 8 newton. B2 hiện tại nhìn vô. Còn có
P2 hiện tại cô nhìn vô chỉ có 6 Newton thôi. Vậy chứ cô đố mấy bạn nha, còn 2 Newton của cô đâu mất tiêu rồi. Đâu rồi, đâu mất tiêu 2 Newton rồi. Hiểu vấn đề không? Móc cái lực kế vào trong cái cốc và cái vật nặng thì cái lực kế chỉ 8 Newton. Bây giờ cũng nhiêu đó nhưng mà nhúng vào trong này. Cái lực kế chỉ có 6 Newton thôi. Đồng thời do cái vật này chiếm chỗ của nước, nước tràn ra bên ngoài. Vậy cô hỏi mấy bạn, giờ nó còn có 6, vậy 2 Newton còn lại cô đã đâu tức tiêu rồi. Hai bạn phát hiện, ba bạn. Rồi đâu mời à? Giang Hân. Vậy thưa cô là 2 Newton đó, 2 Newton đó ở trong bình tràn. Bình tràn, bên đây nè đúng không? Dạ, cái bình mà chứa cô, bình chứa cô. Bình này, à, bình B dạ. Phải không? Đúng. Dạ, còn nãy con nói nha. Ừ, chính xác. Là 2 Newton còn lại là do nước nó tràn ra đây. Vậy thì con nghĩ là cái lượng nước tràn ra là 2 Newton. Đúng chưa? Dạ. Rồi, cô cảm ơn. Bây giờ bạn Nhi nói là nó bị hụt nó 2 Newton là do nước nó tràn ra đây. Vậy thì cái vấn đề đặt ra ở chỗ dạ, gì? Dạ, không cô. À, công nhận. Vậy nếu như bây giờ cái vấn đề ở chỗ là cô đem cái lượng nước này cô trả trở vô đây thì cái kim lực kế này nó phải quay trở lại là 8 Newton. Phải không? Và thực tế thí nghiệm đã chứng minh điều đó. Nếu như cô rót trở lại cái lượng nước này nè, nhưng mà không rót vô đây, rót trở vô trong cái lực nha, trong cái cốc A này thì cây kim trả lại đúng 8 Newton y như ban đầu. Có nghĩa là cái kết luận của bạn Gia Hân là đúng. Đó. Tiếp theo. Rồi, sau khi rót nước đây, rót vô trong bình A này, chờ nó dâng lên tí xíu thì cây kim trả lại cái giá trị của lực kế trả lại đúng bằng ban đầu. Đó. Như thế bạn Gia Hân thì nói là trọng lượng của phần nước tràn ra là 2 Newton. Bạn đã kiểm chứng đúng, mình đã kiểm chứng đúng. Mặt khác, con số 2 này hồi nãy mình nói nếu như lấy giá trị ngoài không khí trừ cho giá trị trong nước thì nó ra cái gì nữa mấy bạn? Lực đẩy Archimedes. Phải không? Archimedes, lực đẩy Archimedes là 2 Newton. Mà bạn Hân cũng nói 2 Newton là cái trọng lượng của cái phần nước tràn ra. Chính xác. Vậy thì hai đứa nó bằng nhau. Con số 2 này cho mình biết lực đẩy Archimedes cũng cho mình biết đó là trọng lượng phần nước tràn ra. Nó tràn ra 2 Newton. Cho nên từ đây người ta mới nói rằng độ lớn của lực đẩy Archimedes đúng bằng với trọng lượng của phần nước tràn ra. Đó, hình dung lại vấn đề nha. Số nốt này. Sau khi phân tích dài dòng như vậy, có bạn sẽ theo kịp, có bạn không theo kịp. Nhưng bây giờ con nhớ cho cô một vấn đề. Có một chất lỏng. Bây giờ có một vật nhảy vô xí cái chỗ của bạn này. Cái phần này là cái phần vật nhảy vô xí chỗ. Nó giành chỗ của nước. Như vậy nước nó không còn chỗ, nó tràn ra. Mà nó tràn ra bao nhiêu? Nó tràn ra đúng bằng cái thể tích của cái vật chiếm chỗ. Ha, anh chiếm chỗ tôi bao nhiêu, tôi hết chỗ tôi mới tràn ra bên ngoài. Thì chỗ này cô xóa đi. Anh chiếm chỗ của tôi nè, tôi không có cho nên tôi mới tràn ra bên ngoài. Nước tràn ra. Thì đi cân cái lượng nước tràn ra. Ha. Tràn ra là tràn ra cái thể tích bằng cái bạn này. Nhưng mà khi mà đem đi cân, cân dùng lực kế cân thì lấy cái lượng nước bị tràn ra. Thì nó ra trọng lượng của phần nước này đúng bằng với lực đẩy Archimedes. À, như vậy mình muốn biết cái lực đẩy Archimedes thì đem đi cân cái đứa bị tràn ra là mình biết nó bao nhiêu Newton. Được chưa? À, vậy từ hai thí nghiệm, từ hồi đầu bài tới giờ mình nhận ra được hai cách tính lực đẩy Archimedes. Một, tính lực đẩy Archimedes bằng cách lấy cái chỉ số của lực kế ngoài không khí
trừ cho cái chỉ số của lực kế khi mà nhúng vào trong chất lỏng. Cách thứ hai, trường hợp mà mình không thể móc vật vô cái lực kế thì mình sẽ sử dụng cách khác là lực kế Archimedes đúng bằng với trọng lượng của cái phần chất lỏng. Mà có phải là nguyên chất lỏng nguyên cái hồ này không? Không, trọng lượng của cái đứa này mà trọng lượng của chất lỏng này tức là trọng lượng của phần chất lỏng bị vật gì? Bị cái vật chiếm chỗ. Trọng lượng của cái đứa này, mà cái đứa này là cái đứa bị chiếm chỗ cho nên mới tràn ra. Mày hiểu được chưa? Đó. Nếu như thể tích của vật này 3 mét khối mà nó nhúng chìm hoàn toàn thì cái anh tràn ra này cũng sẽ tràn ra đúng bao nhiêu? 3 mét khối. Ví dụ nha, trong một cái lớp của mấy bạn, trong một cái lớp học của mấy bạn có 28 cái ghế, 30 cái ghế luôn đi. Đấy. Có 30 bạn ngồi trong cái phòng học này. Cô là một cái người đứng ở ngoài đằng xa, cô quan sát. Cô thấy có mấy bạn học sinh lớp 9 bước vào ghế, bước vào lớp mình. Lúc bước vào cái cô không nhìn thấy được là có bao nhiêu học sinh lớp 9 vô chiếm chỗ của lớp mình. Nhưng mà lát sau cô nhìn thấy là trong lớp mình có hai bạn đi ra, hai học sinh đi ra. Vậy cô đố mấy bạn gì chứ, đã có bao nhiêu học sinh lớp 9 đi vào giành chỗ? Bao nhiêu mấy đứa? Bao nhiêu đứa đi vô giành ghế của mình mà có hai bạn đi ra? Dạ cô nhắc lại luôn cô. Ừ, cô nói lại nha. Để hiểu hơn về cái chuyện mà chiếm chỗ rồi bị tràn ra thì cô cho một cái ví dụ như thế này. Lớp học của mình có 30 ghế, có 30 học sinh ngồi, ngồi đủ ghế hết không như thế nào nha. Đó. Bây giờ cái có một số bạn học sinh lớp 9 mới chạy vô giành ghế của tụi con. Cho nên là cô cho nhiều hơn. Kết quả là lát nữa cái cô đứng từ xa này, cô không nhìn thấy được bao nhiêu học sinh lớp 9 đi ra đi vô tại nó đi lần lượt quá. Nhưng mà lát sau cái cô nhìn thấy có 12 bạn học sinh bước ra ngoài đứng bên ngoài. Vậy chứng tỏ đã có bao nhiêu bạn đã chiếm chỗ. Bao nhiêu bạn lớp 9 đã chiếm chỗ mấy đứa? Cô là 12. Là 12. Được chưa? Có 12 bạn nhảy vô chiếm chỗ thì có 12 học sinh đi ra. Thì tương tự cái bài toán này như vậy. Có một cái chất lỏng đang đầy ắp rồi. Nếu như con thả một cái vật vô, cái thể tích của cái vật chiếm chỗ là 3 mét khối thì cái đứa đi ra cũng phải là 3 mét khối. Biết chưa? Rồi. Bắt đầu xách cái đứa bị giành chỗ này đem đi cân. Cân được bao nhiêu newton thì đó là độ lớn của lực đẩy Archimedes. Nguyên nhân là tại vì tôi giành bạn, là bạn giành chỗ của tôi cho nên tôi mới bị tràn ra. Bạn giành chỗ tôi càng nhiều là tôi đẩy bạn càng mạnh. Giành chỗ càng nhiều tôi bị tràn ra càng nhiều. Nha. Rồi, đem cân cái lượng nước bị tràn ra thì mình sẽ biết đó là lực đẩy Archimedes. Rồi, cái này nó hơi khó hiểu. Tiếp theo nha. Lực đẩy Archimedes bằng trọng lượng của cái đám này nè. Trọng lượng của cái đứa bị tràn ra nè, bị chiếm chỗ cho nên mới chạy ra ngoài nè. Đó. Tiếp theo, quay trở lại. Lực đẩy Archimedes tính bằng công thức trọng lượng của chất lỏng bị chiếm chỗ. Bây giờ mình lấy cái công thức này B này ra chút xíu nha. Trọng lượng là trọng lượng của cái chất lỏng, cái đứa nhớ nha. Trọng lượng của chất lỏng chứ không phải là của cái vật nhúng vào. Bây giờ bắt nguồn từ cái công thức hồi nãy mình ôn hồi năm lớp 6. Trọng lượng riêng thì lấy trọng lượng chia cho riêng thể tích. Tìm lại cho cô chữ B ngay chỗ này. Đặng mình thay vô trong này. Đó. Mày Thịnh. Cô là B bằng D nhân V. D nhân V chính xác. Bây giờ thay trở lên nha. Chỗ nào có chữ B thì cô thay bằng D nhân V. D. D này là D của chất lỏng. Nhân với V. V là cái thể tích, cái phần mà nó chiếm chỗ, cái phần mà nó tràn ra ngoài. Rồi, như vậy xong công thức FA bằng D nhân V. Hết bài hôm nay. Bài hôm nay chỉ có hai ý. Thứ nhất, con tính lực đẩy Archimedes
bằng cách là lấy gì? Chỉ số lực kế ngoài không khí trừ cho chỉ số lực kế lúc mà nhúng trong trong nước hoặc là trong chất lỏng nói chung. Cách thứ hai, lực đẩy Archimedes thì tính bằng công thức Fa bằng D nhân cho V. Lưu ý một chút xíu về cái trong cái công thức này, D là trọng lượng riêng của chất lỏng nha, chất lỏng. Cho nên cái vật nhúng vô nó làm bằng cái gì thì kệ nó. Ví dụ như cô nhúng một cái cục vàng, phổi vàng vô, kệ nó. Nhúng một phổi chì vô cũng kệ nó. Chữ D là D của cái chất lỏng nhúng trong cái chất lỏng này. Ha. Rồi. V. V là phần thể tích bị vật chiếm chỗ. Anh này, ví dụ như anh này là 3 mét khối. Mà anh này chìm nghỉm vô trong này luôn. Vậy thì cái phần thể tích bị dành chỗ là bao nhiêu mấy bạn? Là 3 mét khối. Kịp chưa? Rồi. Đơn vị. Mình sẽ kiểm tra đơn vị chút xíu. Trọng lượng riêng. Anh này trọng lượng riêng, đơn vị là Newton trên mét khối. Chỗ này cô ghi là Newton trên mét khối. Dấu nhân cô viết lại. Thể tích có đơn vị là gì? Mét khối. Cho nên mình sẽ đơn giản. Sau cùng lực đẩy Archimedes có đơn vị là Newton. Nó cùng bản chất, nó cùng là lực với những cái loại lực khác. Nó là lực đẩy cho nên đơn vị của nó cũng là Newton. Rồi, được chưa? Trong cái bài này, nếu như cái phần thí nghiệm quá khó, không thể hiểu thì con cứ nhớ một chuyện đơn giản, đó là chất lỏng thải cái vật vô, vật dành chỗ nè, anh dành chỗ với tôi cho nên tôi mới đẩy anh lên. Vậy thì rõ ràng khi mà một người mà đứng, khi con đứng thì cái phần chiếm chỗ của chất lỏng chỉ là phần này thôi, cho nên là lực đẩy nó lấy lên nhẹ. Còn anh nằm trong này luôn, anh nằm trong người tôi luôn, anh nằm dài ra toàn bộ cơ thể anh chiếm chỗ tôi thì tôi phải đẩy anh nhiều hơn, chất lỏng phải đẩy anh nhiều lên. Con hiểu vấn đề ha? Rồi. Lực đẩy Archimedes tính bằng D nhân V, Fa bằng D nhân V. Fa thì thôi đi về, đâu có ai để hẹn hò, thuộc công thức chưa? Fa đi thì thôi đi về, đi về. Đó. Fa là được lực đẩy Archimedes, D là trọng lượng riêng của chất lỏng nha. Nhớ lần này là lần thứ 3. Trọng lượng riêng của chất lỏng là cái đứa chất lỏng này nè. Chứ không quan tâm anh làm bằng cái chất gì, quan tâm tôi thôi. V là thể tích cái phần mà anh chiếm chỗ. Rồi, như vậy cô có một cái lưu ý chút xíu như thế này. Gán chút nữa nha tụi con. Vậy bây giờ nếu như cô có một cái bình, rồi, nhìn kỹ nha, chất lỏng. Cô có một cái hộp này hình chữ nhật. Rồi, nhìn kỹ. Tổng thể tích của nguyên cái hộp là 6 mét khối. Nhưng mà khi nhúng vô như thế này, thể tích phần trên là 4 mét khối. Thể tích phần dưới là 2 mét khối. Thấy chưa? Rồi, vậy hỏi. Khi mình tính lực đẩy Archimedes tác dụng lên cái miếng gỗ này, Fa bằng D nhân V. D thì mình đã hiểu đây là trọng lượng riêng của chất lỏng này rồi. Vậy lúc nhân V, cô hỏi con sẽ nhân cho số mấy ở trong đây? Ba bạn này luôn, bạn khác đi. V là cái phần nó chiếm chỗ, như vậy con nhìn vô trong hình này cái nó chiếm chỗ của nước là phần nào? Rồi mà Nhật, con thể thấy V bằng mấy? Thưa cô, con sẽ thấy V bằng 2. Tại sao không phải bằng 6? Thưa cô, là tại vì là trong công thức là nó viết là V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Ừ. Vậy thì trong cái hình này cái vật nó có chiếm chỗ hết nguyên thể tích của nó không Nhật? Chứ không, nó chỉ chiếm chỗ là 2 mét khối. Chính xác, nó chỉ chìm vô phần này, nó chỉ chiếm chỗ cái phần này thôi. Mấy bạn còn lại trong nhóm có hiểu không? Như vậy nha, chỗ V này mình phải hiểu đó là cái phần nó chiếm chỗ ha. Mặc dù nguyên cái xác của tôi là 6 mét khối nhưng mà tôi không có dành hết, tôi chìm như đây thì cái phần này là cái phần nó chiếm chỗ là 2 mét khối. Rồi, được nha.
mời một bạn lập lại cái công thức FA bằng gì? D nhân gì đây? Mời Tường Vi. Dạ, FA bằng D nhân V. Ừ, nhớ nhỉ. FA thì thôi đi về. Đợi. Trong đó chữ D là gì Vi? Tường Vi luôn đi. Dạ. Dạ, chữ D là trọng lượng riêng. Đúng. Vậy cô hỏi nha, trọng lượng riêng là trọng lượng riêng của cái vật nhúng vào hay là của cái chất lỏng? Dạ, là hình như là của chất lỏng. Của chất lỏng, đúng rồi. Anh nhúng vào bằng cái gì thì kệ anh ha. Của chất lỏng, đơn vị trọng lượng riêng là Newton trên mét khối. Cái này đầu giờ con trả lời đúng nè. V là gì vậy? Đó, Hoàng Duy. Thể tích của ai, của cái vật hay là của chất lỏng? Lắng nghe Vi ơi. Đây là thể tích của cái phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ nha. Rồi, giống như trong cái hình này. Giống như trong cái hình này có hai số như thể tích thì không phải là thể tích của nguyên cái hồ này đâu, mà chỉ là thể tích của cái phần bị dành chỗ thôi. Thì rõ ràng cái vật này nhúng vô nó dành chỗ cái khúc này nha. Rồi, thể tích của chất lỏng nhưng mà không phải là nguyên cái hồ chất lỏng mà của cái phần bị chiếm chỗ. Đơn vị của thể tích là mét khối. Cuối cùng, FA, hai chữ này đều viết in, đứa này viết ở trên, đứa này viết ở dưới. FA là lực đẩy. Asymmet. Gạch ngang cũng được, không gạch ngang cũng được. Đơn vị của lực, đơn vị là Newton. Rồi, tới đây mình nghỉ ở đây nha. Mình đang nghĩ lại công thức thôi. Rồi tiếp sau mình làm bài tập nhiều thì sẽ đỡ bị rối hơn và sẽ hiểu bài hơn nha. Mình nghỉ ở đây đi.